Thân mến, chào các bạn. Hiếu rất vui được trở lại với các bạn trong chương trình giới thiệu những cái đàn piano đã qua sử dụng của Nhật và rất phù hợp với thị trường Việt Nam chúng ta. Vâng, đây là một cây đàn Winson, vâng, model là A250. Vâng, đây là một cây đàn mà theo Hiệp hội Piano đã qua sử dụng của Nhật đánh giá thì cây đàn này có body là B, key là A, pin tức là chốt giữ dây là A, action là máy là B cộng và support là A. Tôi chia sẻ với các bạn là bên Nhật họ sẽ đánh giá từ A, A trừ, B cộng, B v.v. và so xuống tận EF, vâng, tức là rất là nhiều nấc. Thế nên rằng là cái câu chuyện là nếu chúng ta có thấy là B hay B cộng là một điều vẫn còn rất là tốt. Vâng. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu kiểm tra từ cái phần chốt pin. Vâng, đây. Thì các bạn, đây là những cái chốt pin. Khi một cây đàn là các bạn phải để ý là tất cả các cái chốt pin này nó phải đều. Đấy. Phải đều. Đấy. Và ở chân các chốt pin hay nó khác là cái phần mà để giữ chặt chốt pin nó là chính là những cái miếng phíp mà được uốn tròn vào trong này. Ở gốc. Đấy. Đấy. Thì các bạn nhớ là cái chốt pin này nó sẽ phải được rất là tốt và rất là chắc. Đấy, nó rất là khỏe thì nó do cái sự mút của cái phíp này là nó sẽ không bị trượt về. Đấy. Nếu như mà cái này mà dễ bị trượt về thì cái đàn đó sẽ không sử dụng được. Và tức là âm nó luôn luôn bị sai. Vì thế nên với chúng tôi và cá nhân tôi là người trực tiếp chọn từng cây đàn bên Nhật thì luôn luôn tôi chọn cái chốt pin này là A. Đấy. Sau khi các bạn kiểm tra hết chốt pin như cây đàn này tôi nhìn là rất là tốt thì chúng ta tìm hiểu đến cái phần máy. Và phần máy thì cái biểu hiện đầu tiên của nó là cái búa này. Đấy, các bạn thấy là cái mặt búa này nó hết sức là tròn, đều, nó không bị quá lõm sâu bởi các cái dây. Khi mà nó đánh vào dây này nó hần, đấy, nó không bị lõm sâu. Đấy, và chúng ta có thể dùng các móng tay này chúng ta vuốt nhẹ trên này và thấy rằng cái búa này nó không bị lắc ngang. Đặc biệt là cái phần giữa này chính là cái phần mà người chơi trước người ta sẽ dùng rất nhiều và chúng ta sẽ kiểm tra được luôn là nó không bị lắc ngang. Đấy. Thế sau khi mà chúng ta tìm hiểu hết về phần búa máy, chúng ta thấy là ở dưới này tất cả các cái dây co phía trước cũng như là các cái phần lò xo, đấy, các cái chân chống đẩy vân vân đều hết sức là đều. Đấy. Nó đều như nhau và nó đều đang hoạt động tốt. Đấy. Đang hoạt động tốt. Một trong những cái bí quyết là mà để chọn một cái action là nó không bị kẹt rít hoặc là nó có hoạt động tốt nữa hay không thì tí nữa ngoài cái chuyện tôi sẽ đánh thử thì các bạn có thể dẫm vào pedal nhỏ. Đấy, tức là cái pedal mà bên chân trái của chúng ta đấy, các bạn dẫm vào, sau đó các bạn nhả từ từ, các bạn nhả từ từ. Các bạn sẽ thấy rằng là cái dàn búa này nó được rơi lại về vị trí ban đầu một cách rất là từ từ đều, nó không bị lọt lại, ví dụ như là nó lọt lại những cái búa như này hoặc một vài cái búa bị lọt lại như này thì chứng tỏ cái máy đó chưa ổn. Đấy. Với cái đàn này các bạn thấy là phần đó rất là tốt. Đấy. Thế sau đó thì chúng ta sẽ lắc thử cái phím này. Chúng ta thấy rằng là cái phím rất là chặt, nhất là cái vùng giữa này là chúng ta biết. À, chúng ta có thể xô nhẹ toàn bộ cái mặt phím này, xô nhẹ nhé. Thấy rất là chặt, nó không bị lắc ngang nhiều. Đấy, không bị lắc ngang nhiều. Chứ cái đàn mà đã qua sử dụng mà lắc ngang này thì các bạn cũng biết như là ô tô, xe máy, như là xe đạp chúng ta đi thôi. Nếu mà người ta trước đây sử dụng quá nhiều thì nó sẽ bị dơ dão. Thì cái này nó không dơ dão. Đấy. Thế sau đó thì chúng ta có thể sẽ kiểm tra phần phía dưới. Đây, các bạn sẽ nhìn phần phía dưới này. Đấy, thì các cái dây hoàn toàn là nó đều và không có cái đầu dây này, không có cái dây đầu dây nào bị đứt mà nối đi nối lại. Đấy, các dây sáng đều và đặc biệt nữa là với chúng tôi là làm bằng những cái công nghệ chuẩn nên không đánh đồng vào, bằng dùng thuốc đánh đồng vào cái dây này. Rất nhiều đơn vị họ làm không đủ tiêu chuẩn là họ dùng thuốc đánh đồng đánh vào đây là cái dây đó nó âm thanh nó sẽ bị sai đi rất là nhiều. Đấy. Thế và chúng ta sẽ để ý các cái chân pedal. Đây là cái chân mà để đánh nhỏ, đánh nhẹ đi. Đấy, như lúc để chúng ta thử về cái phần máy đấy, tôi chia sẻ vậy. Còn cái chân pedal giữa này chúng ta gạt sang. Chính là để đánh tập vào buổi đêm hoặc tập mà để chúng ta làm sao đấy để ít ảnh hưởng đến người xung quanh. Đó là một dạng to nhỏ, tự nhiên. Đấy. Còn chân pedal vang, đấy, tất cả đều hoạt động tốt. Đấy, các bạn nhìn thấy là chúng tôi
có thể nói rằng là làm sạch cây đàn từ mm một. Đấy, chỗ nào cũng rất là sạch sẽ và bảo dưỡng rất là cẩn thận trên từng con ốc. Sau đó chúng ta sẽ xem cái phần hồi bên này. Chúng ta kiểm tra cái phần hồi đàn này. Đấy, các bạn thấy là cái phần hồi đàn này từ trên xuống dưới các cái góc này đều rất là đều và đẹp. Và cái độ cũ này của cây đàn là cũng rất là đều. Đấy, chứ nó không có cái, chúng tôi không làm cái công nghệ là chuyện sơn lại toàn bộ cái đàn, thì chúng tôi không làm. Chúng tôi chỉ cố gắng trả lại. Đấy, tức là bằng cách đánh những cái loại si chuyên dụng để trả lại cái vẻ đẹp tự nhiên ban đầu của nó mà thôi. Đấy. Tiếp theo nữa, mời các bạn sẽ xem ở cái phần đầu hồi bên kia. Đấy, chúng ta xem phần đầu hồi bên kia và cũng như là cái phần sau bót. Đấy, là phần đầu hồi bên này. Đấy, cũng như vậy, rất là đều đẹp. Rất tuyệt vời, tôi nghĩ là đây là một cây đàn mà còn cái giá trị sử dụng rất tốt. Và một trong những cái nữa vô cùng quan trọng đó là sau bót. Sau bót của cây đàn này và của tôi khi chọn những cái đàn về nhập khẩu luôn luôn sau bót này phải là A. Đấy. A có nghĩa là gì? Các bạn thấy rằng là thứ nhất là các cột trống này vẫn còn rất là chắc chắn, gần như nguyên, không có một cái di chuyển gì. Sau nữa là cái quan trọng nhất đó là cái thùng vang, cái mặt vang này. Các bạn thấy rằng là cái mặt vang này, đấy, tất cả cái mặt vang này đấy, đều không bị nứt vỡ, không bị dạn, chắc chắn đương nhiên nữa là không thể bị mối mọt rồi. Đấy, thì ở cái này, đấy, chúng ta có thể gõ nhẹ vào đây để xem cái độ vang của âm thanh. Độ vang của cái thùng này nó tự tạo nên một cái hộp cộng hưởng. Đấy, cái đàn có hay không là rất là quyết định bởi cái hộp cộng hưởng này. Vâng. Thế nên là tôi nhập luôn là A. Vâng. Thế và bây giờ tôi sẽ mời các bạn nghe âm thanh của cây đàn này. Vâng, và bây giờ chúng ta đến với cái quan trọng nhất của cây đàn, đó là âm thanh. Và âm thanh có đều trên 88 vi máy không, và cái máy để xử lý về sắc thái biểu cảm có tốt hay không, hai điều rất là quan trọng. Chúng ta cùng nghe. Tuyệt vời. Vâng, một cây đàn chi tiêu tiết kiệm nhưng mà tôi thấy là cái màu sắc âm thanh trên các phím rất là đồng đều. Vâng, rất tuyệt vời. Bây giờ chúng ta cùng nghe xem cái sức biểu cảm của cây đàn như thế nào. Tôi là người trực tiếp chơi, tôi thấy rằng là phím rất dễ chơi và cái cảm xúc khi mà cái câu nhạc đó vang lên cũng như là cái câu nhạc đó nằm trong tôi đều được thoát lên một cách rất là đúng với tinh thần mà tôi muốn. Tôi nghĩ rằng là chúc mừng bạn nào đó được sở hữu cây đàn này để học tập và rèn luyện. Trân trọng cảm ơn.